Và hôm nay tôi sẽ hóa thân thành Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông biến hóa có thể hô mưa, gọi gió và làm đẹp cho đời. Tôn Ngộ Không không chỉ đến cầu cứu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhưng còn đến với Đức Trinh Nữ Maria. Khi nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời của người, con thật thầu liền thốt lên rằng: kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai?